Mignon. Miu. Ấm không? Hi, xin chào toàn thể các bạn nha. Mèo mẹ đã đẻ ra con mèo này của tôi vừa sinh được 6 con mèo con. Nó rất là đẹp luôn. Hôm nay tôi sẽ đến đấy và quay cho các bạn xem. Mời im đi. Mèo mẹ sau khi đẻ con thì thường sẽ rất là dữ dằn, vì vậy tôi sẽ quay trộm cho các bạn xem nhé.